Chuyện này chúng ta đã nói rất là nhiều lần rồi, nói nhiều tới mức mà YouTube vừa khóa mở mình một tuần chỉ vì mình nói nó quá nhiều. Đó là về vấn đề like và subscribe. Ok, trong trường hợp các bạn không lấy được những item trong video ngày hôm nay thì hãy like và subscribe, đấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những item tiếp theo của mình. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn lấy một số vật phẩm Free UGC Limited ha. Rồi đầu tiên chúng ta có cái xô sữa này. Lâu lắm rồi mới có một cái tầm liên quan tới cái kiểu dạng bất kỳ hát này ha. Rồi ok, tí nữa mình sẽ hướng dẫn sao. Nói chung cách lấy nó cũng cơ bản thôi. Rồi mình sẽ hướng dẫn sơ qua. Và nó cũng hơi thiên về treo máy một tí, với lại một số vấn đề về kỹ năng một xíu. Rồi nhưng mà nhìn nó đẹp ha, nên mình nghĩ sau này nó giá trị cao. Rồi ok, tiếp theo chúng ta có cái quả chuối này ha. Một cái quả chuối thiên thần, nó giống như một cái win vậy đó, nhưng mà nó đi kèm với một cái quả chuối làm sao. Rồi nói chung thì lấy cũng chủ yếu là treo máy thôi. Rồi tiếp theo chúng ta có cái mặt nạ cáo này, lấy rất là dễ luôn. Rồi ok, tí là mình sẽ dẫn sao ha. Nó thuộc dạng là kiểu item xác định thời gian xong rồi join rồi claim á. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái dominate gạch này, lấy cũng khá là dễ nè. Rồi chủ yếu là nhanh tay thì lấy được thôi ha, chậm thì coi như mất. Rồi tiếp theo chúng ta có một item khác, một cái face GP ha. Rồi ok, nhìn cũng ổn, tí nữa mình sẽ dẫn sau luôn. Để lấy được cái xô sữa thì bạn vào tựa game này. Thật ra trong đây còn rất là nhiều cái item khác như cái Fedora sữa ha, hoặc là những cái item khác nữa mà mình đã có từng hướng dẫn rồi. Rồi tại đây thì nó có hai đơn vị tiền tệ quan trọng để lấy item, đó chính là thời gian. Thì các bạn cứ treo trong đây đi, cứ một sao một giây thì bạn sẽ được một điểm ha. Rồi ngoài bên kia thì nó có nhiều khu vực, nó sẽ nhân 4, nhân 5, nhân 3 cái số lượng điểm các bạn kiếm được. Nói chung thì cứ đứng yên trong cái khu vực đó thì bạn sẽ kiếm được ha. Rồi còn về cái điểm sữa thì sao, khi mà mỗi lần các bạn hạ gục một người chơi thì bạn sẽ được một điểm sữa, nhưng mà nếu mà bạn bị người ta hạ lại thì coi như bạn mất hết ha. Rồi nói chung thì cứ kiếm một cái server văn minh hoặc là cứ AFK thôi, còn khi nào mà muốn kiếm điểm sữa thì các bạn phải hoạt động trong game rồi ha, chứ cái điểm sữa đó thì không AFK rồi lấy được. Điểm sữa với lại cái điểm thời gian đó thì dùng để mua những cái vũ khí tốt hơn ha, hoặc là dùng để mua item ở phần UGC. Cái mặt nạ cáo thì bạn vào tựa game này. Rồi tí nữa link game với tên game thì mình sẽ để trên màn hình, link game thì mình sẽ để với phần mô tả ha. Rồi cái mặt nạ cáo thì bạn chỉ việc click vào nó để mua thôi, nhưng mà quan trọng là cái gì, hiện tại là admin chưa cho mọi người quyền để mua nó, và admin sẽ sớm cho một cái khoảng thời gian ha, và mọi người sẽ phải tới trước cái khoảng thời gian đó vô canh rồi đợi. Khi mà tới cái khoảng thời gian đó thì admin sẽ mở khóa cho mọi người mua, và lúc đó thì bạn biết rồi, nó cực kỳ hỗn loạn, nó sẽ xảy ra rất là nhiều lỗi và chỉ có một số người mới lấy được thôi, chứ không phải là chắc chắn mọi người đều lấy được hết ha. Mà khả năng cao thì admin sẽ cho nó mua được bằng cách farm trong tựa game này, tại vì mình thấy trong game vẫn còn rất là nhiều cái mặt nạ khác, và đây cũng là một tựa game có thể có tiềm năng để farm nữa, nên có thể là sau này admin sẽ cho nó mua được bằng một cái đơn vị tiền trong game hoặc là phải làm nhiệm vụ rồi ha. Để lấy được cái face chibi thì bạn vào tựa game này. Rồi ok, cứ mỗi một giây trong đây bạn sẽ được một điểm thời gian. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái nút luyện tập, khi mà các bạn di chuyển thì cả server sẽ bị reset chung với lại cái thành tích cá nhân của bạn ha. Hoàn thành 30 phút, cả server với bạn đều phải trong luyện tập và đứng yên, thì cả server sẽ được thưởng một cái số lượng lớn điểm với lại win nè. Rồi còn nếu mà bạn hoàn thành 15 phút cá nhân của bạn thôi thì bạn sẽ được thêm điểm nữa nè. Đăng nhập mỗi ngày vô thì nó sẽ cho bạn quà ha. Rồi ok, làm quest để kiếm thêm đồ, rồi mở trứng để kiếm thêm điểm, rồi bấm vào mấy cái bong bóng này, rồi sau đó thì claim gift, claim quà sau một khoảng thời gian. Rồi nói chung đó là những điều bạn cần biết thôi. Để lấy được cái quả chuối thì các bạn vào tựa game này, các bạn claim một cái quầy ha, tại đó thì bạn sẽ được một cái quả chuối siêu to khổng lồ. Rồi ok, nói chung thì cái quầy này nó chỉ cho các bạn công dụng là click để được thêm cái số lượng click thôi. Hiện tại thì chưa gõ cái đơn vị này, tức có nghĩa là gì? Nói chung thì để lấy được cái quả chuối thiên thần thì nhiệm vụ bạn là treo 12 tiếng trước mắt rồi đó. Còn mấy cái click này thì có thể là xài cho cái chuyện gì đó trong tương lai ha. Hiện tại mình chưa gõ, nên các bạn cứ click đại trong quá trình bạn AFK 12 tiếng đi. Để lấy được cái Dominate gạch thì bạn cần phải follow bao nhiêu đây người admin mới các bạn mới join được game ha. Cái Dominate gạch lấy rất là dễ, nhưng quan trọng các bạn phải nhanh tay, với lại nó mang tính cạnh tranh. Cứ mỗi 30 phút trong một cái server thì cái Dominate này nó sẽ được
xuất hiện ở đâu đó trong map ha, và các bạn phải đi tìm. Có một cái đồng hồ ở đây luôn nè, nó ghi thời gian với lại còn bao nhiêu copy luôn. Rồi cứ mỗi 30 phút thì nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở đâu đó trong map và mọi người sẽ đi tìm ha. À, khi mà các bạn join group thì các bạn sẽ được mở cái chỗ căn nhà với lại được cộng thêm 5 tốc bộ. Nói chung thì cũng hỗ trợ bạn khá là nhiều á. Cái chỗ căn nhà đó thì nó cũng có thể là nó xuất hiện Dominus ở trống ha. Nếu mà bạn không join group thì mà nó xuất hiện ở trống thì coi như bạn không vô được căn nhà đó đó. Rồi ok, còn rất là nhiều cái địa điểm khác có, các bạn có thể leo lên vậy nè. Có thể là cái Dominus nó xuất hiện ở đây hoặc là trong ống khói. Nói chung là có thể ở bất kỳ đâu ha. Rồi nhưng mà cái vấn đề đó thì nó sẽ là ngẫu nhiên và sau 30 phút thì bạn sẽ biết.